Bạn đang nghe chương trình tỉnh nguyện hàng ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Là con người, có lẽ ai cũng ít nhất một lần tự hỏi: tôi sống trên đời để làm gì? Nhưng cơ đốc nhân chúng ta không còn mông lung về mục đích sống của mình. Chúng ta biết rõ mình sống để làm vinh hiển Chúa, để thực hiện mục đích của Ngài. Chúa dành sẵn cho mỗi chúng ta một ơn gọi riêng và một kế hoạch tốt đẹp độc nhất. Việc của chúng ta là đứng dậy và thực hiện sứ mệnh mà Ngài đã hoạch định cho mình. Hôm nay, ngày 14 tháng 4 năm 2023, chương trình tỉnh nguyện hàng ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Nia Taylor qua chủ đề Thực hiện kế hoạch của Ngài. Chúa Giêsu phục sinh để chúng ta có thể sống cuộc đời mà Đức Chúa Trời đã hoạch định cho chúng ta. Kinh Thánh Giê-rê-mi chương 29 câu 11 chép rằng: Đức Giê-hô-va phán: Vì chính ta biết chương trình mà ta hoạch định cho các con, đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hy vọng. Kế hoạch của Chúa là để cho chúng ta vươn ra thế giới, và như trong Mác chương 16 câu 15 thuật lại, Chúa Giêsu giao cho chúng ta sứ mệnh này: hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người. Bạn được kêu gọi để làm gì cho Đấng Christ? Bạn được kêu gọi để làm gì cho vương quốc Đức Chúa Trời? Dù đó là gì chăng nữa, bạn cần phải đứng dậy và thực hiện điều đó. Đừng chìm đắm trong giấc ngủ nữa. Châm ngôn chương 6 câu 4 dạy chúng ta rằng: con phải đi ngay, không được nghỉ ngơi, trì hoãn. Nếu bạn không biết mình được kêu gọi để làm gì, hãy hỏi ý kiến mục sư của bạn. David có khải tượng về đền thờ, nhưng Salomon mới là người đứng lên xây dựng đền thờ. Trong Sự Ký Nhất chương 28 câu 6 đến câu 10 và Sự Ký Nhất chương 28 câu 20, Salomon được giao một nhiệm vụ. Ông đã làm mọi điều để khiến cha mình là vua David và cha thiên thượng của ông tự hào. Một khi đã được giao nhiệm vụ, chúng ta nên hoàn thành một cách xuất sắc. Tôi dự định mở một cửa hàng kinh doanh vào năm tới và muốn dùng cửa hàng ấy để phục vụ Chúa. Tôi dành cả năm nay để lập kế hoạch thực hiện ơn gọi của mình. Để làm được điều đó, tôi phải chết đi chính mình và đóng đinh xác thịt mình. Đây là ước mơ của tôi và là sự nỗ lực hy sinh về tiền bạc, thời gian. Khi cầu nguyện về điều này, chúng ta có thể cầu nguyện như David. Trước mắt toàn thể hội chúng, David chúc tụng Đức Giê-hô-va rằng: Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng con là Israel, đáng chúc tụng Ngài cho đến đời đời vô cùng. Lạy Đức Giê-hô-va, sự cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng và oai nghi đáng quy về Ngài. Vì muôn vật trên các tầng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Đức Giê-hô-va ơi, vương quốc thuộc về Ngài. Ngài được tôn làm Chúa Tể của muôn vật. Cả sự giàu có và vinh quang đều do Chúa mà đến. Chúa quản trị trên muôn vật, quyền năng và thế lực ở trong tay Ngài. Tay Chúa ban sự tôn trọng và sức mạnh cho mọi người. Bây giờ, Đức Chúa Trời chúng con ơi, chúng con cảm tạ Chúa và ca ngợi danh vinh quang của Ngài. Sự Ký Nhất chương 29 câu 10 đến câu 13. Cuối cùng, Sự Ký Nhất chương 29 câu 25 chép rằng: Đức Giê-hô-va làm cho Sa-lô-môn rất được tôn trọng trước mặt toàn thể Israel và ban cho vua vẻ oai nghi, đến nỗi trong Israel chẳng có một vua nào trước người được như vậy. Khi bạn đứng dậy để làm điều Chúa đã kêu gọi bạn, thì Ngài sẽ ban phước cho bạn. Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Chúa, con cảm ơn Ngài đã cho chúng con cơ hội vươn lên, thực hiện những gì Ngài đã hoạch định cho chúng con từ lâu. Xin giúp cho chúng con nghe rõ tiếng gọi của Ngài và hành động khi Ngài hướng dẫn chúng con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý tín giả thân mến, bạn đã nhận biết sứ mệnh độc nhất mà Chúa dành riêng cho bạn trên đất này chưa? Bạn đã bắt tay vào thực hiện tiếng gọi của Ngài chưa? Hay vẫn còn đang mông lung đây đó? Đừng chần chờ thêm một giây nào nữa. Hãy đứng lên và hoàn thành kế hoạch tốt đẹp Chúa đã chuẩn bị sẵn sàng cho bạn. Khi ấy, Ngài sẽ khen ngợi bạn và ban ơn cho bạn để bạn đạt được thành công trong mọi sứ mệnh Ngài giao. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian để nghe trọn bài tỉnh nguyện hôm nay.
Và thật cảm ơn Chúa khi thời gian qua, Quanh Quay đã nhận về rất nhiều những lời chứng hết sức thân thương và gần gũi. Điều đó như một sự khích lệ lớn để chúng tôi tiếp tục trong công tác của mình. Có một thính giả đã nhắn tin về cho Quanh Quay như thế này. Cảm tạ Chúa, mỗi buổi sáng tôi đều nghe lời của Chúa qua chương trình tỉnh nguyện hàng ngày của Quanh Quay. Qua mỗi một bài chia sẻ, Chúa đều dạy tôi một bài học rất là riêng cho mình. Và tôi nhận ra là mình không hề đơn độc trên cái bước đường theo Chúa. Và quan trọng là chương trình của Chúa luôn luôn tốt lành cho tôi. Cảm ơn một phụ Quanh Quay đã khích lệ đời sống đức tin của tôi cũng như nhiều người khác. Nguyện Chúa tiếp tục đồng hành và ban ơn trên một phụ muốn thật hết lòng. Nếu lời chia sẻ trên và nội dung bài học ngày hôm nay ích lợi với bạn, hãy nhấn nút thích và bình luận bên dưới, cũng như hãy chia sẻ để những người thân xung quanh bạn được khích lệ chung với bạn. Quanh Quay kêu gọi bạn cùng dự phần qua sự cầu nguyện và dâng hiến cho chương trình. Mọi góp phần xin liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email chia sẻ amoconeway.vn hoặc số điện thoại 0898 189 819. Và bây giờ, xin mời bạn cùng hòa lòng lắng nghe bài hát sau, thay cho lời chào và hẹn gặp lại vào ngày mai cùng chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày của Quanh Quay. Trọn đời con.